Báo cáo giới thiệu sách giáo khoa và chuyên đề học tập khóa học 11, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Báo cáo do Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Đặng Xuân Thư, chủ biên sách giáo khoa và chuyên đề học tập khóa học 11, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trình bày. Xin trân trọng kính mời thầy báo cáo từ đầu cầu Hà Nội. Vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy. Kính thưa các quý thầy giáo, cô giáo, cho phép tôi thay mặt cho tập thể tác giả của sách giáo khoa khóa học 11 và chuyên đề học tập khóa học 11 xin gửi tới các thầy cô một số những chia sẻ, một vài nét về cái bộ sách này. Trước hết là giới thiệu về cái đội ngũ tác giả, là bộ sách này do giáo sư tiến sĩ Lê Kim Long, phó giáo sư tiến sĩ Lê Kim Long, nguyên là hiệu trưởng trường đại học giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội làm tổng chủ biên, phó giáo sư tiến sĩ Đặng Xuân Thư, nguyên là phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà Nội làm chủ biên, cùng với các tác giả là tiến sĩ Nguyễn Đăng Đạt, phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hải, tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, tiến sĩ Đường Khánh Linh là giảng viên của trường đại học sư phạm Hà Nội, đồng thời là cộng tác viên của trường trung học phổ thông trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành thuộc đại học sư phạm Hà Nội làm tác giả, cùng với phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Như Mai là giảng viên của trường đại học khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với chuyên đề học tập khóa học 11, chúng tôi có mời bổ sung thêm tiến sĩ Nguyễn Hữu Trung là giảng viên của trường đại học quốc gia Hà Nội làm tham gia biên soạn. Với cái bộ sách này thì dựa trên cái quan điểm biên soạn, thứ nhất là tuân thủ theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và chương trình môn hóa học. Thứ hai là bám sát thông tư 33 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái tiêu chuẩn và quy trình biên soạn sách giáo khoa. Thứ ba là thể hiện được thông điệp kết nối tri thức với cuộc sống. Và thứ tư là phương châm giáo dục là lấy học sinh làm trung tâm. Vì vậy là với cái định hướng đổi mới thì chúng tôi nhằm phải phát triển và hoàn thiện phẩm chất và các năng lực chung, đặc biệt chú ý đến năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác và giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo. Còn đối với các phát triển và hoàn thiện các cái năng lực chuyên biệt như là tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ khoa học hay là tìm tòi khám phá nhận thức kiến thức khoa học, ví dụ như là gắn với tự nhiên thì trong cây hương nhu chúng ta các em có thể tìm hiểu về eugenol, hay là trong tinh dầu của quả chanh, quả cam thì có thể nghiên cứu về limonene, hoặc là các cái chất các cái hoa quả hoặc là các cái cây có mùi khác thì các em có thể tìm hiểu xem trong đó đó là do các cái hợp chất gì tạo thành. Hoặc là cũng phải rèn luyện cho các em cái năng lực vận dụng kiến thức khoa học và thực tiễn để giúp cho các em biết cách ứng xử với tự nhiên một cách đúng đắn và khoa học. Ví dụ như là khi mà học về pH thì các em có thể liên hệ với các cái loại thức uống như thế nào, hay là các loại nước tẩy rửa ra làm sao, và liên hệ với các cái pH ở trong các cái bộ phận của cơ thể con người như thế nào, để từ đó biết cách lựa chọn các cái đồ ăn thức uống một cách phù hợp. Hay là khi tiếp xúc với các chất tẩy rửa thì với chất tẩy rửa đa năng với pH bằng 10 thì nó đã gây ảnh hưởng đến da. Thế thì đến khi chất thông cống là pH tận 14 thì nó có thể gây bỏng da, và như vậy là các em phải biết cách sử dụng các cái chất tẩy rửa như thế nào cho nó đạt hiệu quả nhưng mà đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vân vân. Thế còn đối với cái thông điệp kết nối tri thức với cuộc sống, vậy thì các cái nội dung của hai cái cuốn sách này được đề cập đến thì làm thế nào để phản ánh được những vấn đề của cuộc sống, đồng thời phải cập nhật được những thành tựu của khoa học và công nghệ, và những cái điều đó phải phù hợp với văn hóa và thực tiễn của Việt Nam. Ví dụ như là khi học về alcohol thì các em có thể phân biệt là methanol và ethanol là chỉ khác nhau một nhóm CH2, nhưng mà nó có tính chất vật lý, tính chất hóa học, đặc biệt là tác dụng sinh học là hoàn toàn là khác nhau. Methanol thì rất độc, như ethanol thì có thể sử dụng làm cái thành phần trong các cái đồ uống của rượu bia, nước giải khát, vân vân. Thế thì từ đó các em có thể liên hệ với thực tiễn là tại sao lại có những cái vụ ngộ độc rượu bia do nguyên nhân sử dụng rượu bia không rõ nguồn gốc, hay là rượu bia được pha từ các cái nguồn như là cồn y tế, cồn thực phẩm, cồn công nghiệp. Khi đó các cái độc tố trong cái cồn đó chưa được loại bỏ,
như là methanol hay là acetaldehyde dẫn đến có cái ngộ độc, hay là các cái ứng dụng khác của ethanol như là có thể sử dụng nhiên liệu, thì các em có thể liên hệ với xăng E5 là có chứa 5% ethanol. Vậy thì khi sử dụng xăng ethanol, xăng E5 thì giúp cho các em có thể tiết kiệm được cái nguồn nguyên liệu hóa thạch là dầu mỏ ngày càng cạn kiệt, hay là giúp cho cải thiện cái việc ô nhiễm môi trường, vì khi đốt cháy xăng E5 thì ít gây ảnh hưởng môi trường hơn. Ngoài ra thì các em có thể liên hệ các cái ứng dụng khác của các cái loại ancol khác nhau trong cái việc sản xuất và phục vụ cho đời sống con người như thế nào. Đấy, đấy là những cái điều phản ánh. Hoặc là kết nối tri thức với cuộc sống, thì các em có thể kết nối kiến thức khoa học với ứng dụng thực tiễn và có tác dụng kích thích đến việc phát triển phẩm chất và năng lực của các em. Ví dụ khi mà nghiên cứu cái phản ứng giữa carboxylic acid với ancol tạo thành ester, thì ester là chất dễ bay hơi và có mùi thơm, thì các em có thể liên hệ với các cái chất gây mùi thơm ở các loại hoa quả khác nhau, ví dụ như là mùi của dứa hay là mùi của táo và mùi của chuối vân vân. Và như vậy thì thông qua cái phản ứng này thì các em có thể tổng hợp ra những các cái hương liệu thay thế cho các cái hương liệu tự nhiên, hoặc là các em có thể tìm hiểu xem là các cái loại hoa quả khác đấy là mùi thơm do cái gì, thì như vậy là hoàn toàn các em có thể thấy được cái mối liên hệ chặt chẽ giữa cái việc học kiến thức khoa học với thực tiễn. Thế còn phương châm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, cho nên là cái cuốn sách, hai cái cuốn sách này chúng tôi viết làm thế nào để có thể tạo ra được các cái vấn đề trong học tập. Thì khi các cái vấn đề trong học tập được tạo ra thì sẽ tạo ra thử thách, đồng thời tạo ra động lực cho học sinh và cũng thu hút cái sự tham gia của học sinh vào cái việc học tập. Đấy. Và đồng thời trong cái quá trình học tập đó thì sẽ hỗ trợ cho học sinh phát triển cái tư duy phê phán và cái khả năng ra quyết định của mình một cách đúng đắn và khoa học. Đấy. Rồi các cái vấn đề được đặt ra trong học tập khi kết thúc thì nên dưới kết thúc dưới dạng mở, để kết thúc vấn đề này có thể mở ra một cái vấn đề tiếp theo, để làm thế nào giúp cho các em có một cái quá trình kích thích quá trình liên tục trong cái quá trình tham gia học tập. Và cái việc tham gia giải quyết vấn đề thì học sinh được học dưới dạng là học tập hợp tác, từ đó các em biết cách tương tác, biết cách chia sẻ thông tin và tích lũy kiến thức cùng nhau khi mà cùng nhau tham gia giải quyết các cái vấn đề đặt ra trong học tập hay là đặt ra trong trong cái thực tiễn. Đấy. Vậy thì với các cái quan điểm đó thì kiến thức được lựa chọn như thế nào? Thì thứ nhất là kiến thức phải tuân thủ theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai là kiến thức được lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý và trải nghiệm của học sinh. Với học sinh lớp 11 thì các em đã được tiếp xúc và đã được tích lũy các cái kiến thức, các cái kỹ năng thông qua môn khoa học ở tiểu học hay khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở, và đặc biệt là các em đã được trang bị ở môn hóa 10. Và như vậy thì ở hóa 10 đã cung cấp cho các em một số những các cái kiến thức về hóa học cơ bản, và đồng thời các em đã biết được các cái quy luật biến đổi về tính chất vật lý, tính chất hóa học của các đơn chất hay là các hợp chất, và như vậy là giúp cho các em có khả năng tự chủ và tự học ở trong cái quá trình mà tiếp cận với cái nội dung của hóa học 11. Và đồng thời kiến thức cũng được lựa chọn làm thế nào để nó phản ánh được những cái vấn đề của cuộc sống, và từ đó vận dụng những kiến thức kỹ năng để mà giải quyết các cái vấn đề liên quan của cuộc sống. Đồng thời kiến thức cũng được lựa chọn làm thế nào để có thể lồng ghép giới thiệu nghề và định hướng nghề nghiệp cho các em. Vậy thì với những kiến thức được lựa chọn như thế thì nội dung đưa vào sách như thế nào cho nó gọn gàng, cho nó tinh giản? Vậy thì muốn gọn gàng, muốn tinh giản thì phải tăng cường cái việc kết nối kiến thức, kỹ năng mà các em đã được tích lũy từ môn khoa học tự nhiên, hóa học 10 để mà tiếp tục kết nối vào để hình thành các cái kiến thức của hóa 11. Và đồng thời cũng phải tích hợp với các cái kiến thức, kỹ năng của các cái môn khác trang bị như là môn toán, môn vật lý, môn sinh học hay là môn tin học, rồi môn công nghệ vân vân. Rồi nội dung cũng làm thế nào để mà giúp cho các thầy, các cô và các em học sinh có thể tiếp cận với giáo dục STEM. Đấy. Vậy thì với những cái
nội dung kiến thức và các cái kiến thức đó thì có những cái điểm gì khác so với cái chương trình hiện hành? Thứ nhất là phần cơ sở hóa học và hóa học vô cơ thì cái kiến thức của cái phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học được bổ sung hoàn thiện và chuyển từ lớp 10 sang. Cái thứ hai là kiến thức về đơn chất và hợp chất của Sunfu, đó là nói đến các cái hóa chất cơ bản trong nền công nghiệp hóa chất cũng được hoàn thiện và chuyển từ lớp 10 sang. Và do cái khả năng tự học, tự nghiên cứu cho các cái kiến thức cụ thể về phosphorus, carbon, silicon thì hoàn toàn có thể giảm tải để giúp cho các em đỡ các cái phần mà phải trình bày chi tiết về các cái chất cụ thể. Thế còn phần phân bón hóa học thì trước đây nó chỉ được lồng ghép trong các cái bài giảng về các cái nguyên tố dinh dưỡng, thì bây giờ với cái nền kinh tế chủ yếu là của chúng ta vẫn có cái phần nông nghiệp có tỷ trọng lớn, thì cái phần phân bón hóa học đã chuyển thành hẳn một cái chuyên đề để cung cấp cho các em một cái bức tranh đầy đủ hơn về cái tác động của hóa học đến cái nền sản xuất nông nghiệp. Thế còn đối với phần hóa học hữu cơ thì trước đây kiến thức kỹ năng về tách và tinh chế các vật hợp chất hữu cơ cũng được lồng ghép trong các cái thí nghiệm, thì bây giờ được tách ra và giảng dạy một cách đầy đủ cụ thể giúp cho các em có những kiến thức cũng như là rèn luyện các cái kỹ năng về khả năng tách tinh chế các cái hợp chất hữu cơ và liên hệ với các cái phương pháp truyền thống của cha ông chúng ta sử dụng để trưng cất rồi chiết rồi sắc ký vân vân. Và một cái điều quan trọng nữa ở trong cái phần hóa học hữu cơ được bổ sung đó là cái phổ khối lượng để xác định cái khối lượng mol và góp phần nghiên cứu cấu tạo của hợp chất, ví dụ như là tinh dầu camphor trong cây non lão, thì khi mà các em sử dụng cái phân tích nguyên tố là các em có thể xác định được cái công thức đơn giản. Nhưng mà để từ công thức đơn giản xác định công thức phân tử thì các em phải biết được cái phân tử khối của nó. Và thông qua cái phổ MS thì các em có thể xác định được cái ion phân tử của nó là bằng 152 và từ đó rút ra được cái công thức, cái khối lượng phân tử của nó là 152 và các em có thể xác định được công thức phân tử. Và đối với các em khá giỏi có thể vận dụng cái phổ MS này là các cái ion mảnh phía sau đó, ví dụ như là 138 vân vân, thì phối hợp cùng với các cái phổ khác thì các em có thể hình dung cái công thức cấu tạo của cái hợp chất đấy có thể là như thế nào. Và để góp phần cho cái việc xác định cái công thức cấu tạo thì một cái loại phổ thứ hai cũng được cung cấp, đó là phổ hồng ngoại. Đấy. Để thì ví dụ như là khi mà học về ancol thì các em biết rằng nhóm chức của ancol là nhóm OH liên kết với carbon no. Vậy thì trong đó xuất hiện hai cái liên kết là giữa O và H và C và O. Vậy thì trong cái phổ hồng ngoại thì các thầy cô có thể chỉ cho các em thấy rằng cái liên kết giữa O và H sẽ trong cái phổ này sẽ xuất hiện ở cái số sóng khoảng 3200 cm-1 và nó có cường độ mạnh và có hình dáng là tù. Trong khi đó là cái liên kết giữa C và O thì lại xuất hiện ở cái số sóng là khoảng trên 1000 cm-1 với cường độ mạnh nhưng mà hình dáng của nó lại là nhọn. Và như vậy thông qua cái phổ hồng ngoại các thầy các cô có thể giúp cho các em nhận biết được một số nhóm chất đặc trưng trong hóa học hữu cơ. Thế còn cái kiến thức về thực hành hóa học hữu cơ hay là trải nghiệm hóa học hữu cơ thì trước đây chỉ là lồng ghép, thì bây giờ cũng lại tách thêm bổ sung thành một cái chuyên đề để thông qua cái chuyên đề đó các em có thể rèn luyện cái kỹ năng thực hành, đồng thời các em có thể trải nghiệm, ví dụ như là các em có thể tổng hợp nấu xà phòng từ các cái nguyên liệu sẵn có, hay là có thể từ vỏ tôm, vỏ cua có thể sản xuất ra tạo ra cái glucosamine vân vân. Và đặc biệt là trong cái phần hóa hữu cơ này, cái việc khai thác dầu mỏ và chế biến dầu mỏ là cái đang đóng góp GDP chính hiện nay của chúng ta. Vậy thì nó cũng tách thành một cái chuyên đề để cung cấp cho các em các cái kiến thức về dầu mỏ cũng như là cách khai thác chế biến dầu mỏ của Việt Nam hiện nay so với thế giới thì nó có gì khác và có những các cái mức độ cập nhật cái tính khoa học hiện đại của cái ngành chế biến dầu mỏ này của Việt Nam như thế nào. Thì như vậy là thông qua đó thì cũng có thể giáo dục cho các em về cái yêu quê hương đất nước cũng như là vấn đề biển đảo, đảm bảo an ninh quốc gia vân vân. Thì như vậy. Thế còn cái phần giảm tải
Thì tương tự như với phần hóa vô cơ thì cái hóa hữu cơ do cái tính tự học của các em cho nên là chúng ta có thể giảm tải các cái kiến thức về các chất cụ thể, ví dụ như giảm tải về cycloalkan, alkadien, terpen hay là một số nội dung của hydrocarbon thơm cũng có thể được giảm tải. Thế và trong cái cuốn sách này chúng tôi cũng viết cố gắng làm thế nào để giúp cho các thầy các cô có thể đổi mới được cái phương pháp dạy học của mình. Chính vì vậy thì các cái bài học được thiết kế bao gồm thành các cái hệ thống các cái hoạt động. Mà như vậy thông qua các cái hoạt động một cách đa dạng thì sẽ kích thích cái tính tích cực và tính chủ động của người học và giúp cho các em học sinh có thể hình thành và phát triển cái phẩm chất và năng lực của mình. Đấy. Và đặc biệt là đối với môn hóa học của chúng ta đó là môn khoa học thực nghiệm. Vì vậy thông qua cái quá trình giảng dạy thực nghiệm và giảng dạy môn hóa học làm thế nào chúng ta giúp cho các em có thể rèn luyện và phát triển cái tư duy khoa học hay là biết cách nghiên cứu khoa học hóa học. Ví dụ là làm thế nào để các em phải biết cách quan sát thu thập dữ liệu và từ cái quan sát thu thập dữ liệu đó phải biết cách đặt câu hỏi và biết hình thành ra cái giả thuyết. Từ các cái giả thuyết khoa học đó thì phải biết cách thiết kế và tổ chức tiến hành các cái thí nghiệm để kiểm chứng cái giả thuyết của mình. Và sau khi thu được các cái kết quả thí nghiệm thì các em phải biết phân tích kết quả, rút ra kết luận và từ kết luận đối sánh với giả thuyết thì có thể chấp nhận được giả thuyết đấy đó hay chưa. Nếu bác bỏ giả thuyết đó thì phải hình thành cái giả thuyết mới như thế nào và quay trở lại thì chúng ta phải chứng minh được cái giả thuyết của chúng ta là nó phù hợp. Đấy thì như vậy là hình thành cho các em về cái khả năng tư duy khoa học và biết cách nghiên cứu khoa học hóa học như thế nào. Đấy là về cái phương pháp. Và đồng thời một cái nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình dạy học đó là kết quả đánh giá quá trình dạy và học. Thế thì cái kết quả này nó sẽ phục vụ cho cái việc mà thầy cô và các em học sinh có thể thay đổi cách dạy và học cho nó phù hợp, đạt được cái hiệu quả dạy học tốt nhất. Thế thì cái cuốn sách này cũng có thể tạo ra cho đa dạng hóa các hình thức đánh giá như các thầy các cô đánh giá học sinh thường xuyên hay định kỳ thông qua các cái hoạt động cá nhân hay hoạt động tập thể hay là qua các bài test có thể đánh giá được kiến thức, kỹ năng hoặc là qua quá trình thực hành thì có thể đánh giá được các cái kỹ năng và năng lực thực hành thí nghiệm. Và đồng thời trong mỗi một bài học thì cũng nêu rõ các yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng cho cha mẹ học sinh có thể thông qua các cái bài học có thể đánh giá cái quá trình học tập của con em mình. Và cũng thông qua cái việc soi vào cái yêu cầu cần đạt thì học sinh có thể tự đánh giá chính bản thân mình và thông qua các cái hoạt động cá nhân, hoạt động tập thể thì các học sinh cũng có thể đánh giá các cái bạn học của mình tiếp thu các cái kiến thức, kỹ năng đó như thế nào. Nếu thì như vậy là cái việc mà đa dạng hóa hình thức đánh giá dẫn đến cái kết quả đánh giá nó sẽ chính xác và sẽ giúp cho các thầy các cô cùng với các em học sinh đổi mới cái phương pháp dạy và học đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thế còn cấu trúc của cái sách giáo khoa và chuyên đề học tập khoa học 11 thì cũng giống như là lớp 10 thì nó gồm có hướng dẫn sử dụng sách này, nội dung này, rồi giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách. Ví dụ trong sách giáo khoa hóa học 11 thì gồm có 6 chương, trong đó 2 chương về cơ sở hóa học và 4 chương và hóa vô cơ và 4 chương về hóa học hữu cơ. Đấy. Hay là trong cái chuyên đề học tập thì như lúc nãy tôi trình bày là chúng ta có 3 cái chuyên đề học tập và chia thành 9 cái bài thực hiện trong 35 tiết. Đấy là các cái nội dung. Thế còn ở trong mỗi một chương thì đều có cái thống nhất như này. Gồm phần thứ nhất là các cái bài học ở trong chương và cuối chương thì có cái bài ôn tập. Ở trong cái bài ôn tập thì nó sẽ gồm hai phần. Một là hệ thống hóa kiến thức để cho giúp cho học sinh có thể chốt lại những cái kiến thức kỹ năng cốt lõi và nhìn vào một cách khái quát có thể tìm được cái mối liên hệ giữa các cái kiến thức và kỹ năng đó với nhau. Thế còn phần thứ hai là luyện tập thì khi hoàn thiện các cái câu hỏi và bài tập đó thì giúp cho các em hoàn thiện được kiến thức, hoàn thiện được kỹ năng, đồng thời nâng cao cái khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các cái vấn đề nảy sinh ra trong thực tiễn.
Thế còn cấu trúc của các cái bài học của hai cái cuốn sách này thì đều được thiết kế như nhau, để làm thế nào để nêu được mục tiêu, có những câu hỏi mở đầu dẫn dắt, rồi có phần khám phá, rồi tổ chức các cái hoạt động, rồi câu hỏi và bài tập để luyện tập, và cái phần em có biết để cung cấp thêm những kiến thức hay là những các cái mối liên hệ, và cuối bài thì chỉ ra những các cái điều em đã học được và điều mà em có thể làm. À, ta có thể lấy ví dụ như là đối với cái bài khái niệm về cân bằng hóa học, sau khi nêu ra cái mục tiêu chính là yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng, thì có cái câu hỏi mở đầu sẽ giúp cho định hướng dẫn dắt cho người học, tạo ra cái tâm thế và định hướng cái khả năng tìm tòi khám phá nhằm đạt được cái mục tiêu của cái bài học. Thế và cái phần quan trọng nhất đó là hình thành cái kiến thức mới, thì hình thành kiến thức mới nó có thể thông qua các cái loại hoạt động khác nhau, ví dụ như hoạt động khám phá thì có thể tìm hiểu thông tin được cung cấp ở cái phần đọc hiểu, kết hợp với kiến thức đã có để trả lời các câu hỏi gợi ý, để từ đó có thể hình thành nên kiến thức mới. Hay là cái kiến thức mới này cũng có thể được hình thành thông qua cái việc phân tích thông tin, số liệu thực nghiệm để mà chúng ta rút ra kiến thức mới. Ví dụ như là để nghiên cứu ra cái hình thành kiến thức về trạng thái cân bằng, thì các em có thể theo dõi cái kết quả của cái theo dõi số mol của các cái chất tham gia phản ứng, và cuối khi mà tất cả các cái số mol đó không thay đổi nữa thì nó sẽ đạt đến cái trạng thái cân bằng của cái hệ chẳng hạn. Hoặc là để hình thành kiến thức mới có thể thông qua cái việc mà học sinh trực tiếp tham gia làm thí nghiệm, hay là quan sát thầy cô làm thí nghiệm, hoặc là xem video để qua quá trình theo dõi cái quá trình diễn biến của cái thí nghiệm đó, các em có thể tiếp thu và hình thành cái kiến thức. Và trong cái phần này thì chúng tôi đều có các cái lưu ý để đảm bảo cho cái thí nghiệm thành công và an toàn, đồng thời có những cái câu hỏi gợi ý để giúp cho giáo viên có thể định hướng cách tổ chức các cái hoạt động dạy và học cho phù hợp với cái loại hình hình thành kiến thức này. Và cuối mỗi một cái khối kiến thức thì có các cái câu hỏi và bài tập để giúp cho các em luyện tập hoàn thiện kiến thức, nâng cao năng lực tư duy và nâng cao cái khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các cái tình huống nảy sinh trong học tập và trong cuộc sống. Và ngoài ra thì cái phần em có biết sẽ cung cấp thêm các cái kiến thức bổ trợ, hoặc là cung cấp cái việc kết nối những cái kiến thức đó với cuộc sống để giúp cho các em hiểu sâu và hoàn thiện các cái kiến thức của mình hơn. Đấy, ví dụ như là ở đây là có thể xem thí nghiệm, hoặc là có thể liên hệ với thực tiễn chẳng hạn, thì như vậy giúp cho các em có những các cái điểm mới đó. Và cuối mỗi một cái bài thì có phần em đã học chỉ ra những kiến thức và kỹ năng cốt lõi cần phải đạt được, để thông qua cái việc đọc các cái kỹ năng cốt lõi đó để các em soi lại xem mình còn đã đạt được cái gì, thiếu cái gì, cần bổ sung cái gì. Hay là phần em có thể thì gợi ý cho các em có thể thực hiện được cái việc vận dụng kiến thức và kỹ năng để làm được cái gì, giải quyết được các cái vấn đề gì, vân vân. Đấy là nội dung cơ bản của cái hai cuốn sách. Và ngoài ra thì chúng tôi có cung cấp các cái tài liệu hỗ trợ, ví dụ như sách giáo viên hay là sách bài tập hóa học. Thì trong sách giáo viên cũng như sách bài tập hóa học sẽ cung cấp các cái thông tin bổ sung, hay là gợi ý các cái cách tổ chức các cái hoạt động làm thế nào để giúp cho các thầy các cô có những cái thông tin đầy đủ, chính xác và khoa học đối với kiến thức cốt lõi, hay là có thể hình gợi ý các cái tổ chức hoạt động dạy và học, hay là trong các cái bài tập và câu hỏi thì thường là sẽ gắn với thực tiễn cho nên giúp cho cái việc, ngoài việc củng cố kiến thức kỹ năng thì giúp cho cái khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các cái tình huống trong cuộc sống. Ngoài ra thì các video clip hay bài giảng điện tử thì có thể được cung cấp cập nhật thường xuyên trên trang tập huấn hay là trang trang hành trang số của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Và trong cái quá trình mà sử dụng giảng dạy và học tập cái cuốn sách này, thì nếu như có những vấn đề gì cần trao đổi thì chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành và hỗ trợ cùng với quý vị thông qua cái Zalo ở trên màn hình, đó là THPT
KNTT, tức là Trung học Phổ thông Kết nối Tri thức. Và như vậy thì hiện nay là cái Zalo này chúng tôi đang kết nối với hàng nghìn các thầy cô đang giảng dạy ở Hóa học 10. Và cuối cùng thì trân trọng cảm ơn các thầy các cô đã quan tâm theo dõi một số những cái nét cơ bản của cái bộ sách này. Xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Đặng Xuân Thư, chủ biên sách giáo khoa và chuyên đề học tập Hóa học 11, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, với phần trình bày rất là trọng tâm và mạch lạc. Kính thưa quý thầy cô, chương trình hội thảo hôm nay sẽ còn 3 báo cáo nữa với của các môn sinh học, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh. Xin cảm ơn quý thầy cô trong phần các cái báo cáo vừa rồi thì đã rất chú ý lắng nghe. Chúng tôi có quan sát ở các điểm cầu thì thấy quý thầy cô chú ý lắng nghe cũng như là có xem các cái bản mẫu sách mà chúng tôi gửi về quý thầy cô. Bây giờ kính mời quý thầy cô nghỉ giải lao trong vòng 10 phút. Sao cho đến 15:55, kính mời quý cô thầy cô có mặt ở các điểm cầu, chúng ta tiếp tục chương trình hội thảo hôm nay. Xin mời quý thầy cô nghỉ giải lao.